Tại khách sạn Park Hyatt Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức Salon Deluxe Việt Nam lần thứ tư đã tổ chức bế mạc triển lãm sau 4 ngày diễn ra. Salon Deluxe Việt Nam 2024 đã giới thiệu 16 thương hiệu hàng đầu thế giới đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Ý, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Nhật, Singapore cho khách tham quan thưởng lãm những bộ sưu tập giới hạn, đồng thời kết nối cơ hội kinh doanh, phân phối cũng như tìm kiếm đối tác cùng ngành. Thương hiệu Novecentono Vatanove là thương hiệu trang sức nổi tiếng từ đất nước Ý với lịch sử hình thành gần 40 năm. Chúng tôi đã tổ chức nhiều triển lãm trên khắp thế giới và sản phẩm của chúng tôi đã có mặt trong nhiều cửa hàng trên toàn cầu. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục mở rộng sự hiện diện của mình tại thị trường Việt Nam với những sản phẩm hàng đầu của Ý và được thiết kế với tính cập nhật cao. Alexander Lau là thương hiệu trang sức mang tính quốc tế có trụ sở tại Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Chúng tôi đã phát triển mạnh ở thị trường châu Âu và được biết đến nhiều ở Singapore, Nhật Bản, Thái Lan. Thông qua triển lãm lần này thì chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu tác phẩm của mình tại thị trường Việt Nam. Đây là lần thứ tư tôi đến với sự kiện Salon Deluxe. Tôi rất là ấn tượng bởi cái cách thức tổ chức chuyên nghiệp. Thì tôi thấy những cái sản phẩm ở đây rất là đẳng cấp. Thì có những cái sản phẩm là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến. Tôi rất là ấn tượng. Được khởi xướng từ phiên bản đầu tiên vào năm 2010 bởi Solitaire Media và Oriental Media, Salon Deluxe được xem là triển lãm triệu phú, quy tụ nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới tham dự, trưng bày và kết nối với nhiều nhà phân phối tại Việt Nam, cũng như tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng Việt trong việc mua sắm các sản phẩm cao cấp.